Các bạn đang bị chê nghèo vì không có nhiều quân huy và trang phục VIP, đừng buồn nhá. Vào ngay shop chiến tướng.com, khi mà các bạn chúng ta đăng ký đăng nhập tài khoản mới vào trong đây thì các bạn cũng sẽ nhận được, đó chính là quân huy hoàn toàn miễn phí lên tới 9.000 quân huy các bạn nhá. Khi mà các bạn nhấn vào lì xì quân huy này, ui, ở đây mình nhận được 1.110 quân huy, chưa làm gì chúng ta đã có quân huy miễn phí rồi, rất là ngon luôn đúng không bạn. Và trong đây sẽ có rất là nhiều vòng quay, nhận được cực kỳ nhiều quân huy để cho các bạn thoải mái chúng ta lựa chọn nhá. Đường link của shop mình sẽ để phía bên dưới để cho bạn vào chơi và nhận quà vui chơi có thưởng nhá. Hi, xin chào bạn đến với video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ này và tràn đầy sức khỏe bạn nhé. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn chúng ta tham gia sự kiện mới AIC, chúng ta nhận full quà cực kỳ ngon luôn bạn nhé. Có rất là nhiều skin và vật phẩm đến cho tất cả các bạn và quà đặc biệt là toàn server luôn nhá. Đó, thế mới thú vị chứ các bạn, đúng không? Và đầu clip thì mình cũng đang có mini game dành tặng thẻ Garena đến cho tất cả các bạn là người xem trên kênh của mình. Các bạn nhớ này, bình luận một con số kèm theo là cái tên nick. Ví dụ nhá, số em là 40, tên nick em là đó, thì các bạn sẽ được tham gia và mình sẽ lựa chọn để chúng ta tặng thẻ Garena nhá. Tặng như thế nào thì mình chỉ cần kết bạn, các bạn chấp nhận lời mời xong mình gửi thẻ Garena qua thôi. Ok chưa? Đó, đây là các bạn đừng quên là cho mình xin nút like, nút đăng ký kênh và chuông nhá. Sắp tới nếu mà có code này, có sự kiện này, lại cập nhật sớm nhất đến cho tất cả bạn và rất là nhiều phần quà khác. Ok, như là phần quà skin nè. Rồi, thì hiện tại chúng ta đang có ra mắt sự kiện AIC. Đầu tiên thì chúng ta cùng đến với lịch sự kiện trước đã bạn nhá. Xong rồi chúng ta vào sự kiện. Rồi, lịch sự kiện thì hôm nay chúng ta có sân khấu AIC này, cửa hàng lưu niệm này, AOV TV thẻ giảm giá data miễn phí này, data khiêu chiến cập nhật phiên bản mới này là vào ngày 18 tháng 6 các bạn nhé. Và vào ngày 29 tháng 6 chúng ta có cổ vũ AIC, 19 tháng 6 thì chúng ta sẽ có cúp vinh quang nhận được dương skin nhá. Hiện tại thì chúng ta đang có ba sự kiện vào ngày hôm nay thì sẽ được thẻ giảm giá này, skin ngộ không này, skin omega này. Rồi, và chúng ta sẽ truy cập vào cái giao diện sự kiện luôn các bạn nhỉ, sự kiện AIC luôn các bạn nhé. Đâu nhỉ, các bạn chờ chút xíu mình sẽ chúng ta truy cập vào giao diện sự kiện này nhá. Đây, cái phần mà chúng ta đổi quà ấy thì chúng ta sẽ chờ chút xíu các bạn nhé. Chúng ta đến với sự kiện sân khấu AIC trước đã. Thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều phần, đó chính là bất khuất này, trạm hỗ trợ, tự tin đoàn kết, phòng xem, giải vô địch và tin mới. Những cái này thì các bạn thấy là có lịch mở luôn đấy. Đấy, hôm nay thì chúng ta mới mở mình cái bất khuất mà thôi. Đây, ok, chúng ta sẽ vào trong đây nhá. Sự kiện này thì bạn sẽ nhận được cho mình đó chính là Omega hộ vệ 3 bích. Đó bạn nhá. Và thời gian sự kiện từ ngày 16 đến ngày 12 tháng 7. 12 tháng 7, ui, gần một tháng cơ, rất là lâu. Thì bạn nhấn vào nút bật này. Đây, các bạn sẽ nhận được 10 huy hiệu AIC cửa hàng lưu niệm. Ok, chúng ta sẽ nhận luôn các bạn nhá. Đó, cái thứ hai này chúng ta bật tiếp thì chúng ta bị thiếu huy hiệu rồi mọi người. Đó, chúng ta phải nhận những cái huy hiệu ở này các bạn nhá. Như là đây, chúng ta có rất là nhiều nhiệm vụ để các bạn nhận cái huy hiệu này, huy hiệu chạy hè ấy. Đây, như là đấu 5 với 5 này, tặng quà thân mật này, online 30 phút này, đạt 1 trận MVP, thắng cùng bạn 3 trận. Đó thì bạn sẽ nhận được những huy hiệu chạy hè AIC nhá. Và huy hiệu chạy hè AIC thì bạn sẽ dùng để các bạn bật giống như mình vừa bật cái này này. Đó, và khi mà các bạn chúng ta bật hết thì chúng ta sẽ nhận được hộ vệ 3 bích. Đó, ok. Thì theo mình thấy cũng khá là ngon. Khi mà các bạn bật hết mấy cái AIC này này, đây, bật full đi nhá, thì chúng ta sẽ nhận được AIC hộ vệ 3 bích, rồi là gia tốc mùa hè kèm theo những cái dương chạy hè đây này. Đó, rất là ngon đúng không? Nên là cách đầu tiên để chúng ta nhận được trang phục Omega hộ vệ 3 bích thì bạn phải siêng làm full những cái nhiệm vụ trong đây để chúng ta nhận huy hiệu chạy hè nhá. Ok, đó, rồi chúng ta cứ bật mấy cái này thôi. Bật cái này thì chúng ta sẽ nhận được quà các bạn nhá. Đây các bạn có thể đọc được này. À, các bạn có thể đọc ở trong cái phần quy tắc token này. Rồi, sau đây thì chúng ta cùng đến với sự kiện tiếp theo các bạn nhá. Đây, chúng ta đang có hiện tại là quy tắc đổi này, mình đang có 10 huy hiệu AOV TV thì chúng ta có thể vào phần quy đổi các bạn nhá. À, đầu tiên thì chúng ta nhận quà đăng nhập trước đã đi. Huy hiệu này, chúng ta nhận được thêm 3 huy hiệu và mình sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn nhá. Cái phần này ấy, cái phần huy hiệu đây thì các bạn biết cách để chúng ta dùng rồi đúng không? Cái phần mà huy hiệu chạy hè AIC này. Bên đây thì chúng ta có hai phần huy hiệu bên góc tay phải đây này các bạn. Huy hiệu chạy hè và huy hiệu này là huy hiệu AOV TV. Thì huy hiệu
AOVTV ấy, các bạn sẽ dùng để chúng ta quy đổi trong phần shop nhá. Chúng ta click sang phần đổi quà này. Đó, đây thì chúng ta khi mà thu thập đủ, ôi, sao nó nhìn nó khó thế nhở, đủ 220 huy hiệu thì bạn sẽ nhận được trang phục Ngộ Không nhá. Đó, trang phục Ngộ Không, trang phục Ngộ Không Ai Cập này. Đó, nên là chúng ta nhớ là thu thập. Khi mà các bạn đủ thì các bạn sẽ nhận được phone. Khi mà các bạn thu thập đủ 220 huy hiệu thì chúng ta sẽ đổi sang được trang phục Ngộ Không thôi. Ok chưa? Và cái này thì các bạn cũng biết cách để chúng ta thu thập rồi đúng không? Như là chúng ta hoàn thành xong những cái nhiệm vụ đây này. Đây, ví dụ như là chúng ta hoàn thành xong những cái bất khuất này, chạm hỗ trợ, tự tin các kiểu ở đây thì bạn sẽ nhận được cái huy hiệu này nhá. Hoặc là ở đây chúng ta cũng có chơi những cái sự kiện này. Khi mà các bạn chúng ta chơi xong ấy thì chúng ta cũng sẽ nhận được cái huy hiệu này. Ok chưa? Đăng nhập hàng ngày này, rồi là chúng ta nhận được cái phần bất khuất này, các bạn cũng sẽ nhận được huy hiệu AOV để chúng ta đổi quà bạn nhá. Rồi, nói chung là theo mình thấy cũng khá là dễ thôi. Các bạn cứ cách để các bạn chơi nhanh nhất thì chúng ta phải hoàn thành xong những nhiệm vụ trong đây này. Chúng ta thu thập huy hiệu chạy hè, xong rồi chúng ta mở hết mấy cái sự kiện này ra thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu AOV, rồi là chúng ta nhanh nhận được trang phục Omega Babic nữa. Ok chưa bạn? Đó là cách để cho bạn chúng ta chơi sự kiện sân khấu IC các bạn nhá. Đó, rất là dễ. Và tiếp theo thì để mình xem cái sự kiện của chúng ta nhận được. Hôm nay chúng ta nhận được thẻ giảm giá ra ta khiêu chiến, rồi trang phục bậc S, bậc A, để mình xem cái sự kiện đó nó ở đoạn nào các bạn nhá. Kéo xuống phía xin dịch dưới đây thì chúng ta mình vẫn chưa thấy là cập nhật cái sự kiện AOV TV thẻ giảm giá đó nhá. Để mình kéo ra ngoài thử xem các bạn. Ok, kéo ra ngoài đây thử xem trong game không biết là đã cập nhật hay là chưa. Ui, mình vẫn chưa thấy các bạn à, mình vẫn chưa thấy luôn á. Đây, ra ta khiêu chiến này thì trong vùng này ra mắt rồi, nhưng mà mình muốn hướng dẫn cho tất cả bạn xem nó ở đâu. Hình như là nó vẫn chưa cập nhật vào ấy các bạn. Đây, mình vẫn chưa thấy ở đâu luôn ấy. Đây, cúp vinh quang này, đấu nhanh vẻ bùa các kiểu này, vẫn chưa thấy rồi các bạn. Đó, khởi tranh IC này. Và sắp tới thì theo mình thấy là cái IC ấy, chắc chắn là bạn sẽ có rất là nhiều phần quà gọi là cực kỳ ngon rồi. Nên là các bạn chúng ta cứ yên tâm tham gia. Và nếu mà có những cái thông tin mới gì thì mình sẽ cập nhật sớm nhất và nhanh nhất đến cho tất cả bạn. Thì khi mà các bạn chúng ta có thể giảm giá ra ta khiêu chiến ấy, thì chúng ta mua trang phục các bạn chỉ mất 99 quân huy thôi. Trang phục ra ta bình thường là 399 quân huy, giờ thì các bạn mua chỉ mất 99 quân huy mà thôi, thì nó cũng khá là ngon đúng không bạn? Đó, giờ mình cũng hướng dẫn các bạn cách để chơi sự kiện như thế thôi. Mình sẽ kết thúc clip tại đây bạn nhớ. Nhớ là like, đăng ký kênh và chuông của hộ mình. Và để chúng ta nhận được rất là nhiều phần quà cực kỳ ngon bạn nhớ. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn.